Thưa quý vị, sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý đề án một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh, bền vững đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì hội nghị. Theo đó, hội thảo lần này, bên cạnh trình bày những vấn đề chung, thực trạng về công tác nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ thành phố giai đoạn 2020-2025, còn tập trung tham luận một số nội dung như tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho cán bộ đảng viên, hướng dư luận xã hội gắn với đấu tranh phòng chống thông tin xấu độc trên không gian mạng, đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng, phát huy vai trò của mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội, xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.